tại sao phải làm sạch đường ruột và đại tràng mỗi ngày? Có rất nhiều anh chị em chưa biết, đường ruột hệ tiêu hóa của chúng ta dài từ 7 đến 9 mét và có cả hàng ngàn nếp nhăn. Và đường ruột của chúng ta nó không đi theo một cái đường thẳng mà nó đi theo hình chữ Z, chích chắc. Cứ 4cm nó lại có một nếp gấp, một khúc ngoằn. Và những cái chất bệnh và cặn bã nó sẽ tích tụ lại từ những cái nếp gấp này. Cặn bã và chất bệnh nó sẽ tích tụ theo thời gian, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, và sẽ bị những con vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng làm lên men và thối rữa. Và những cái cặn bã và chất bệnh này nó có độ dài từ 5 đến 7 mm, nặng từ 3 đến 13 kg, màu đen và hôi thối. Rất là nhiều độc tố nó bám dính quanh thân ruột và gây nhiễm độc cho cơ thể, làm rối loạn chức năng hệ miễn dịch, nội tiết, trao đổi chất và gây ra rất nhiều bệnh tật. Và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh mãn tính, đặc biệt là ung thư. Chưa kể những người bị táo bón từ 3 đến 5 ngày chưa đi vệ sinh được, và mỗi ngày chúng ta ăn 3 bữa, có khi hấp thụ rất là nhiều lượng đạm từ hải sản, cá, thịt, thì lượng chất thải tích tụ từ 3 đến 5 ngày rất là lớn, khiến cho cơ thể của mình luôn là bực dọc và cảm giác nó rất là cáu gắt và khó chịu, mệt mỏi. Đường ruột là bộ não thứ hai, có tới 80% tế bào miễn dịch trú ngụ và tập trung tại đây. Muốn có một hệ miễn dịch khỏe đủ mạnh để bảo vệ cơ thể thì trước tiên cần phải có một cái hệ tiêu hóa, đường ruột và đại tràng sạch và khỏe. Đại tràng là thùng rác của cơ thể nên mỗi ngày các anh chị em nên có ý thức vệ sinh và dọn dẹp thùng rác này. Đây cũng là phương án tối ưu để cho mình có một cái sức khỏe viên mãn và trẻ trung mãi mãi. Có rất là nhiều phương pháp để làm sạch cái đại tràng như là nước ấm, nước muối biển. Nhưng mà Vinh cảm thấy các phương pháp thải độc đại tràng bằng cà phê này là tốt nhất. Tại vì bản thân Vinh đã làm 5 năm nay, vì trong nước cà phê có chất caffeine và chất theophylline. Hai chất này đưa vào trong đại tràng của mình, nó sẽ tổng khử những cái chất bệnh, những cặn bã ở những cái nếp gấp ra ngoài theo đường đại tiện, làm cho cơ thể hệ thống tiêu hóa của mình được là sạch sẽ, thông thoáng hơn, cơ thể được nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Phòng tránh và ngăn ngừa bệnh tật, khỏe mạnh mỗi ngày các anh chị em nhé.